Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Liên tục chương trình này chúng ta cùng đến với giọng hát của Hồng Nga với với bài hát từ chồng anh. Xin chân chồng hát đây đi ạ. Tiếp tục chương trình này hát là một lớp giọng kim lan và hai câu cổ 5 giờ 6. Bây giờ khán giả rất là đông, không có chỗ đứng, không có chỗ ngồi, mà có chỗ đá banh. Yeah.
ơi. Để cục cưng ca bản giọng Kim Lan với 56 bản Quý tình yêu của tôi kìa. Hai vợ chồng không thấy ca chung là sao ta? Lan ơi, mày ngủ ngủ chung không? Ngủ chung mà thích thích chung không chung. Bọn tôi Lan chứ. Vậy nào cũng được chứ. Nó mà ca cổ là như ghép, còn giọng em Lan như nào nào. Thời xa xưa mộng mơ xa xa lắm. Chàng ngáp lòng như con bướm chán nhờ I'm gonna
trời hả? Hồi đó tới giờ tôi gặp nó là cũng 3-4-5 tháng gì đây, tôi nghe nó hát thôi, trời hai chồng hát đâu, bữa nay nó vừa hương trời. Bây giờ liên tục chương trình chúng ta cùng thưởng thức của giọng hát của anh Hoài Linh ạ. À, đại diện ở chính quyền địa phương ở đây chúng ta cùng thưởng thức bài hát cho chồng anh. Xin một tràng pháo tay đồng nghiệp cho anh Hoài Linh đây ạ. Chén ngọc ôm bóng chàng trương trên sông